cứ máy nó chưa tắt, máy nó tắt nó sẽ hiện lên xanh đúng không? Giống như đây. Nhấn phần copy. Chọn thay này. Chọn hai mặt. Chọn số trang. Ok. Ok, hai lần. Rồi exit chay cho nó cái khay này nó lên rồi. Nhấn cái nút này là xong. Wow, ok. thầy dạy máy photo. Mình sẽ gửi quay chị nha.